Ta sẽ đến với thủ chơi vị trí hồn, đó là AP. Thủ này sinh năm 2000 và đang đào tạo Real Madrid. Năm cao 1m88, cân nặng 85 kg, thể hình nhỏ, thuận trái 3 và phải 5. Anh quốc tịch Tây Ban Nha luôn. Đây có thể được tối đời ghia à, để thi đấu cho nhà. Về ở tại à, chỉ là mạnh quá, phản xạ phản bóng đồng hào hào với thành thoại anh. Đối với những tem đa vẫn thủ thành số 1, nào thế về Atum bắt hay top 5 là em Real Madrid. Atum là một sự lựa chọn khá tuyệt vời, em khả năng bóng không bóng cao xa và chính xác. Năm nay mới có độ tuổi 19, cao 1m88 là rất tốt cho vị Đặng Văn Lâm của chúng ta, cao 1m85 rồi. Atube hiện đang được Real Madrid cho thi đấu ở những đội trẻ. Trong mùa giải mà Zidane dẫn dắt thì Atube cũng được anh chưa cơ hội để cả Zidane thì Atube vẫn đang phải mài giũa và chờ cơ hội. Sau khi chuyển sang Inter Milan thì Lukaku đánh mất chính mình, anh không còn là một quả tạ trên sân nữa, không phải là một máy cưa gỗ nữa. Anh đã thể hiện phẩm chất sát thủ của mình Syria. Trận đấu này có thể sẽ có rất nhiều công việc để Atube làm. Ờ xem anh ta bắt như thế nào. Thể hình hợp lý thủ môn. Chiều cao cũng có thể chấp nhận được. 8 là ổn rồi. Thú vị là chúng ta đang được một trận đấu mà bên kia siêu sao thuộc số 1 của đội nhà ở vị trí ổn là David De Gea. Ta đang sử dụng Atube, trẻ tài năng Tây Ban Nha, có thể được xem là kín giữa người đàn anh đàn em. Atube trải nghiệm một số trận đấu Atube thì
Anh thi đấu từ tròn vài, khả năng đấm bóng, phản xạ, bay người, tay. Atobe cũng có khả năng phá bằng chân, ổn. Tất nhiên để được đạt trình độ đẳng cấp như ta thì bè còn phải thực rất nhiều. Tài thành này là khá tốt. Ăn được bóng với rất ổn. Chấm điểm cho Atu Bea ở vị K, thang điểm 10, 5 trên 10. Update vào ngày 26 tới, chắc chắn là Atu Bea sẽ được. Bạn thấy ở đây anh Thượng Ngôn trong những ẩn số rất Madrid. Đối với những mà còn trẻ thì đó là cần thiết khi vươn ra biển lớn và cao, thì rồi là một tình huống băng lên và trần pha bóng rất hay của Atube, sức trẻ và sự nhiệt huyết càng tốt. Cô ba tù bè có tính xông xáo và nhận được cái vai trò chốt chặn của mình. Băng lên của tù bè làm tôi liên tưởng tới Manuel Neuer của Đức. Đây là một thủ môn mà hòa trộn ai cờ và thành xuất sắc nhất là Manuel Neuer. Chắn trong lại gần thì Atube sẽ là vị trí mà đảm nhận tốt vai trò của mình. Với những kèm các huấn luyện viên thích câu lạc bộ Real Madrid, tình huống phản xạ rất hay. Ngoài ra điều chúng ta có thể thấy rằng là anh liên tục ra tay chỉ đạo thì chứng tỏ Atube cũng không thất thủ và anh thi đấu ở vị trí có tố chất thần rất tốt. Tình huống đầu khá nhanh và hiểm. Đối với những huấn luyện viên kèm Manu trẻ thì đá của họ cũng hóa đầu sức sáng tạo.
Và dân địa thành mà tại tôi đang 8 mét thi đấu tròn vai và mức lương thấp chỉ do bộ chỉ số của Atobe thấp cho nên khả năng phản xạ của anh cũng nhanh, bóng rất điểm căng và rất khó bắt. Bóng của anh cao và chính xác.